chào quý vị và các bạn, và trong video ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng Bảo Duy của Autolily đi tìm hiểu 3 phiên bản của mẫu Toyota Vios. Ngày hôm nay thì Duy đang có mặt tại Toyota Giải Phóng Pháp Vân, và rất nhiều mẫu Toyota Vios đang được xếp ở đây để chờ bàn giao ra khách hàng. Toyota Vios thì luôn luôn là một mẫu xe rất hot ở trên thị trường, đặc biệt là trong phân khúc sedan hạng B. Có rất nhiều bác mua Toyota Vios để sử dụng những cái mục đích khác nhau, ví dụ như là chạy dịch vụ này, hay phục vụ gia đình, đôi khi là cả phục vụ công việc, có thể là đi gặp đối tác cũng rất là hợp lý, phải không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tạm gác lại cái phần đánh giá một mẫu xe sang một bên, mà chúng ta sẽ chỉ thuần đi tìm hiểu một mẫu xe với cái giá tiền như vậy thì sẽ được trang bị những gì, cụ thể là chiếc Toyota Vios. Với cái mức giá là 531 triệu thì Toyota Vios phiên bản 1.5e sử dụng hộp số sàn 5 cấp sẽ được trang bị ở bên ngoại thất, gồm có đèn cụm đèn pha full halogen luôn ạ. Cụm lưới tản nhiệt đã được thay đổi thiết kế mới, kèm theo là cái động cơ 1.5 cũng đã được thay đổi từ phiên bản năm 2016. Đó, phiên bản động cơ 1.5. Rồi, tiến sang phần thân xe đi ạ. Xe thì cũng vẫn chưa được trang bị đèn sương mù ở phía dưới này. Tiến tới phần thân xe thì có lẽ là cái bộ la răng 15 inch sẽ là cái điểm mới của chiếc Toyota Vios thế hệ này. Gương thì chúng ta vẫn chỉ được gập điện, quên mất chỉnh điện nhưng mà lại gập bằng cơ. Đồ Toyota mà, bền. Đèn xi nhan được chuyển xuống phía dưới này, không được tích hợp ở trên gương. Xe thì cũng vẫn chưa được trang bị những cái ví dụ như là Smart Key, mà chúng ta vẫn chỉ sử dụng chìa khóa mà thôi. Đây là phiên bản thấp nhất của Vios ạ. Rất tiếc là Duy chưa có chìa khóa để đưa quý vị các bạn vào bên trong nội thất của chiếc xe này. Nhưng mà lát nữa thì Duy sẽ đưa quý vị các bạn vào chiếc phiên bản hộp số CVT, cũng là phiên bản E nhưng hộp số CVT. Nội thất như nhau thôi, cũng không có gì khác biệt cả đâu. Phần tiến ra phần đuôi xe đi ạ. Phần đuôi xe thì được áp dụng cái thiết kế mới, từ đèn hậu này do đến cái kiểu thiết kế đều được áp dụng rồi, và nó có cái sự trẻ trung hơn một chút so với cả thế hệ trước. Ở đằng sau thì chúng ta không có cảm biến cũng như là không có cả camera lùi. Hệ thống đèn thì cũng là full bóng halogen. Rồi, bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong để đến với cả hai phiên bản, là phiên bản 1.5e hộp số CVT và phiên bản 1.5G CVT. Vâng, Duy xin nhắc lại một lần nữa là ở video này thì chúng ta sẽ chỉ nhắc đến những option mà xe được trang bị thôi nhé. Chúng ta sẽ tạm gác bỏ lại những cái đánh giá, những cái nhận xét sang một bên. Video này sẽ thuần dành cho những bác đang muốn tìm hiểu, đang muốn sở hữu cho mình một mẫu xe Vios, để có được cái nhìn đúng nhất về những cái trang bị khác nhau giữa ba phiên bản, để có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe Vios phù hợp nhất với công việc của mình cũng như là gia đình. Thì ở trên cái phiên bản 1.5e hộp số CVT thì ở phần đầu xe, như quý vị bạn thấy thì cụm đèn pha được trang bị y hệt so với cả phiên bản 1.5 số sàn hộp số 5 cấp. Chỉ có một cái điểm khác biệt duy nhất, đó chính là đã được trang bị đèn sương mù halogen ở phía dưới đây ạ. Đã loại bỏ đi cái phần ốp nhựa chống chờ ở đây và thay vào đó là đèn sương mù. Động cơ thì vẫn là động cơ 1.5 rồi. Tiến sang phần thân xe thì cũng sẽ có một điểm thay đổi nho nhỏ thôi ạ. Đó chính là cái đèn xi nhan báo rẽ đã được tích hợp lên trên gương chiếu hậu. Và gương chiếu hậu của chiếc Toyota Vios này thì chúng ta đã được trang bị là gập và chỉnh điện. Ở trên phiên bản số sàn thì chúng ta chỉ có thể chỉnh điện mà thôi, còn gập thì chúng ta sẽ phải gập bằng tay. Đó, như quý vị đã thấy, quan sát một vòng điện. Tiếp theo thì xin mời quý vị và các bạn tiến tiếp xuống phần đuôi xe. Phần đuôi xe ở trên phiên bản 1.5 hộp số CVT này, phiên bản E 1.5, thì cũng sẽ có được trang bị thêm hai cảm biến lùi phía sau, và cũng vẫn chưa được trang bị camera lùi cho quý vị và các bạn. Đó là cái điểm khác biệt giữa số sàn và số CVT thôi. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng tiến tiếp vào trong khoang nội thất. Để nói về không gian nội thất của phiên bản 1.5e CVT và 1.5 số sàn 5 cấp thì nội thất là hoàn toàn giống nhau, chỉ có khác một chút thôi. Khác một chút đấy đến từ đâu ạ? Đó là ở bên trong xe thì đã có cái nút tắt bật cái hệ thống cảm biến ở phía sau, cảm biến lùi ạ. Còn ở trên phiên bản kia, phiên bản số sàn thì không có. Chúng ta sẽ có
một cái không gian khá là thoáng đãng. Như quý vị và các bạn có thể biết thì Vios rất nổi tiếng về không gian này rồi. Vô lăng thì là nhựa. Vô lăng được trang bị cũng khá là cơ bản thôi. Ở đây thì chúng ta đã có một đầu đĩa CD kết hợp với cả kết nối Bluetooth hay là AUX cũng như là cổng USB. Chưa có cổng HDMI đâu ạ. Đây, cổng AUX và USB ở đây. Phục vụ chúng ta cơ bản thôi. Còn cái phần cụm điều hòa này thì chúng ta vẫn có một cụm điều hòa chỉnh cơ. Và chúng ta cũng sẽ có cái phần cốp chứa đồ khá là rộng kèm theo đây. Điều khiển để chúng ta điều khiển cái cụm thông tin giải trí ở chính giữa này. Toyota luôn. Bây giờ thì Toyota cũng đã có một cái phần đầu ống thông tin giải trí mang thương hiệu của chính mình. Điều hòa thì một vùng rồi. Để nói đến cái hộp số CVT này thì các cái mức nước số ở đây thì Toyota cũng đã trang bị khá là cơ bản cho một mẫu xe. Chúng ta cũng vẫn sẽ có số M là số tay có thể cộng trừ để giúp chúng ta đi đường đèo dốc được tốt hơn với cái động cơ 1.5 này. Rồi. Mời quý vị và các bạn tiến tiếp xuống cái khu vực phanh tay. Phanh tay của Toyota Vios thì cũng vẫn chỉ là trang bị phanh tay cơ thôi. Vâng, với cái mức giá gần 600 triệu thì chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều được. Cổng sạc tẩu ở đây. Bệ tì tay và hộc chứa đồ ở dưới. Tiến xuống cái phần không gian phía sau của Toyota Vios thì đây là một mẫu xe sedan hạng B, có cái không gian ở phía sau khá là thoải mái và thoáng. Chúng ta cũng sẽ có bề mặt chất liệu nỉ bọc toàn bộ cho các ghế. Hai khay để cốc ở đây. Với cái mức giá nhỉnh hơn một chút so với cả phiên bản số sàn thì Toyota Vios 1.5e hộp số CVT này có cái mức giá là 569 triệu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cả phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios. Để lên đến phiên bản 1.5G CVT thì quý vị và các bạn sẽ phải chi thêm một khoản tiền nho nhỏ nữa, rơi vào khoảng 37-40 triệu gì đó. Nhưng mà với cái số tiền đó thì quý vị và các bạn sẽ có rất nhiều những cái trang bị nổi trội hơn ở phần ngoại thất cũng như là phần nội thất của xe. Ở phần đầu xe thì quý vị thấy là cặp đèn pha nay đã không còn thuần là bóng halogen nữa, bởi đây đã được đèn cốt đã được trang bị lên bóng projector. Và trên đây đã có xuất hiện cái dải đèn LED định vị. Khi mà chúng ta bật đèn pha, đèn cốt thì đã có cái dải đèn LED này xuất hiện. Ở dưới cụm dưới tản nhiệt phía dưới thì cũng đã xuất hiện đèn LED định vị ban ngày ở đây rồi. Tiến sang phần hông xe thì phiên bản 1.5G này có những cái gì đặc biệt hơn ạ? Chúng ta sẽ có tay nắm cửa được mạ chrome kèm theo cái nút khóa và mở khóa ở ngay trên tay nắm cửa. Vậy là chiếc này đã được trang bị chìa khóa thông minh Smart Key rồi. Chúng ta có thể đóng mở cửa từ xa hoặc là sử dụng ngay nút ở trên tay nắm cửa đây. Đèn xi nhan được trang bị trên gương, chiếu hậu và bóng halogen thôi. Và phần đuôi xe của phiên bản G này thì đã bắt đầu xuất hiện đèn LED ở trong cụm đèn hậu. Xe vẫn chưa có trang bị camera lùi, chúng ta sẽ chỉ có hai cảm biến lùi mà thôi. Đó, quý vị các bạn có thể quan sát phần đuôi xe đi ạ. Tiếp theo thì mời quý vị và các bạn tiến vào trong không gian nội thất của chiếc Toyota Vios phiên bản 1.5G đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Thêm ngoài chục triệu là quý vị và các bạn cũng sẽ có những cái trang bị tốt hơn ở phía trong nội thất của chiếc Toyota Vios. Và ngay khi mà bước chân vào trong không gian nội thất của Toyota Vios thì Duy đã cảm nhận được cái sự khác biệt rất nhiều so với cả hai phiên bản kia. Đó chính là phần ghế đã được bọc da toàn bộ. Mặc dù là cái chất liệu da này sờ chúng ta không quá sướng đâu, nhưng mà nó khá lì và có một cái sự bền ở trong mỗi khoảng thời gian cũng khá đấy ạ. Đây là da tổng hợp, da công nghiệp tổng hợp thôi, nên là chắc chắn chúng ta sẽ có mấy thời gian dùng rất là dài. Chỉ có một chút là cái màu nó là màu trắng nên là sẽ giữ gìn. Ở phía trước của cái bảng, ở phía bảng táp lô này thì cũng vẫn là cái kiểu thiết kế như vậy, chỉ có cái phần khác biệt là được trang bị màn hình cảm ứng ở đây. Chúng ta cũng có thể kết nối AUX hay là USB, Bluetooth. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng thêm là được trang bị đầu DVD. Ở phía dưới này thì đã xuất hiện cụm
điều khiển, điều chỉnh, điều hòa tự động. Tiến tiếp xuống cái cụm phía dưới thì chúng ta cũng sẽ có hai cái hộp để chúng ta để chai nước, kèm theo cái tận cụm cần số cũng như là phanh tay, rồi cục sạc 12V 120W bệ tì tay. Sẽ có một cái điểm khác một chút so với cả hai phiên bản 1.5e, đó chính là trên phiên bản 1.5G này thì đã được trang bị thêm cái tính năng đèn tự động. Tiến ra cái không gian hàng ghế thứ hai của chiếc 1.5G này thì chúng ta cũng vẫn sẽ có một hàng ghế được sử dụng chất liệu bọc da. Về cái cảm nhận về chất liệu này thì Duy xin phép sẽ không nói, quý vị bạn có thể đến ngay trực tiếp tại các showroom của Toyota để chúng ta có thể trực tiếp cảm nhận, sờ nắn, vuốt ve, chạm, kết một cái là xuống tiền luôn. Vâng, mẫu xe này thì có cái mức giá là 606 triệu. Mức giá chính xác đó là mức giá chính xác mà nhà sản xuất niêm yết, còn mức giá cụ thể ở showroom nha thì mời quý vị bạn đến ngay trực tiếp các showroom để tham khảo. Ta cũng có bệ tỳ tay, hai khay để cốc ở đây. Để nói về không gian hàng ghế thứ hai của Toyota Vios thì quý vị bạn cứ yên tâm là sẽ rất là rộng rãi và thoáng đãng. Một lần nữa thì cho Bảo Duy xin phép tổng hợp lại 3 phiên bản đi kèm 3 mức giá của chiếc Toyota Vios này. Phiên bản 1.5e hộp số sàn 5 cấp có mức giá là 531 triệu. Phiên bản 1.5e đi kèm hộp số tự động CVT, hộp số vô cấp là 569 triệu. Và phiên bản cao cấp nhất đứng ngay bên cạnh Duy lúc này là 1.5G hộp số CVT, kèm với cả những cái trang bị như khác biệt như là đèn pha là bóng projector này, đèn LED định vị ban ngày này, rồi trang bị chìa khóa điều khiển từ xa Smart Key kèm với cả khóa cửa trực tiếp trên tay nắm. Phần nội thất thì ghế ngồi bọc da và chúng ta sẽ có cái mức giá đi kèm là 606 triệu. Và có lẽ qua video quý vị và các bạn cũng đã lựa chọn cho mình được một phiên bản nếu như quý vị và các bạn đã đang và chuẩn bị quan tâm tới chiếc Toyota Vios. Và Toyota Vios trong tháng 11 của năm 2018 có các doanh số đạt 2.580 xe và đóng góp một phần rất lớn vào tổng doanh số của Toyota năm 2018. Luôn luôn là một mẫu xe hot và là một mẫu xe được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng. Quý vị và các bạn hãy comment, chia sẻ những nhận xét của mình về chiếc Toyota Vios này ngay phía dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.